Khách của anh đến rồi ạ. Cảm ơn. Chị Min Dâm. Tên tôi không phải là Min Dâm. Xin chào, tôi là Annie Brown. Chị là Annie Brown sao? Không phải cậu đến đây để gặp tôi sao? Cậu đã gửi email cho tôi mà. Nhân viên mới của công ty Wan Uchiwan. À, vâng. Tôi đoán là cậu đã kết hôn rồi đúng không? Sao ạ? Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như thế. Tôi nghĩ đấy không phải là một hành động phù hợp mà một người đàn ông đã có vợ nên làm đâu. À, không. Chuyện là chị rất giống một người mà tôi biết. Vậy chắc là Min Dâm rồi. Chị biết chị ấy à? Cậu vừa gọi tôi như thế mà. À, đúng rồi. Chắc là cô ấy phải trông giống tôi lắm. Tôi muốn gặp cô ấy một lần xem. Cô ấy có sống ở Hàn Quốc không? Không. Chị tôi, chị của tôi đã đi xa rồi. Vậy sao? Tiếc quá. Nếu như em trai của cô ấy còn nhầm lẫn được thì chắc sẽ thú vị lắm khi biết chúng tôi giống nhau đến mức nào. Tôi không biết chị là người Hàn Quốc. Tôi đâu phải là người Hàn Quốc. Tôi là người Mỹ gốc Hàn. Bố tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ. À, ra là thế. Giới thiệu như thế xong chưa? Tôi đói rồi. Chị gọi món trước đi ạ. Mình nên ăn gì đây nhỉ? Sao hai người có thể giống nhau đến thế? Nếu chỉ một lần thì là mình nhìn nhầm, nhưng đến tận hai lần. Cô ấy không thể nào là Min Dâm được. Của anh đây. Danh sách các giám đốc mà anh yêu cầu đây ạ. Được rồi, tốt lắm. Tôi cũng đã in ra một danh sách các cổ đông lớn để đề phòng ạ. Được rồi, tôi sẽ xem qua. Có một vấn đề, thưa giám đốc.
Người phụ nữ tên Annie Brown. Sao? Cô ấy hình như sở hữu khá nhiều cổ phần của Y. Annie Brown của A-Market. Mặc dù người Mỹ được biết đến là thường đi giày trong nhà, nhưng gần đây tôi có nghe nói nhiều phụ huynh đã trải thảm trên sàn ở phòng khách và cả phòng của con mình, nên là tôi không ở đây để nói về việc đó. Sao cơ? Cậu sẽ toàn nói về những thứ tốt. Tất nhiên là cậu sẽ nói sản phẩm của cậu là xuất sắc. Tôi không tin vào một sản phẩm mà tôi chưa từng dùng hay chính bản thân tôi không cảm thấy thích. Vậy thì tôi có thể hỏi tại sao chị lại muốn gặp tôi không? Tôi tò mò về cậu Uchihwan. Tôi muốn gặp trực tiếp người mà tôi sẽ làm việc cùng. Không phải là chị đã tìm hiểu về tôi rồi sao? Chị biết là tôi đã kết hôn. Chẳng phải việc tìm hiểu về bất kỳ ai mình sẽ làm việc cùng là lẽ tự nhiên sao? Thậm chí nếu tôi không tìm hiểu trước thì cũng quá rõ là cậu đã kết hôn kia mà. Khó mà không thể nhận ra được. Dù sao thì cũng rất vui được gặp cậu. Hôm nay tới đây thôi. Khi nào thì chị ghé đến công ty của chúng tôi? Tôi cũng không chắc nữa. Tôi sẽ bảo thư ký liên hệ với cậu sau. Sao thế? Hả? Cậu đang lo lắng không biết phải nói gì với cấp trên à? Cứ nói rằng cậu đã tạo được ấn tượng tốt, vì đó là sự thật. Mẹ đã bỏ ra những người mà chúng ta không thể nói chuyện được và đã đánh dấu lại những người mà chúng ta có thể có cơ hội. Chúng ta phải bắt đầu gặp họ từ hôm nay. Hầu hết các thành viên sáng lập đều theo phe của ông, đúng không? Gần như là thế. Nhưng nếu con cháu của họ được thừa kế thì họ có thể sẽ suy nghĩ khác. Mẹ nghĩ con nên gặp những cổ đông đó. Vâng, con phải cẩn thận. Ông của con mà đánh hơi được thì tất cả sẽ tiêu tan đấy. Mẹ đừng lo. À, mẹ có biết một người tên là Annie Brown không? Cô ta sao? Cô ấy là trưởng phòng kinh doanh khu vực châu Á của A-Market. Thế thì sao? Có một vụ làm ăn. Làm ăn? Chi Hoan đã cố gắng thuyết phục họ bán thảm của công ty chúng ta. Cậu ta đã liên lạc với người phụ nữ đó và vô tình thì cô ta đến Hàn Quốc. Nhưng con nghi là cậu ta chẳng đi được đến đâu đâu. Tại sao con để cho Chi Hoan đi gặp cô ta? Nếu chuyện làm ăn này thành công thì đó sẽ là cơ hội tốt cho con. Con sẽ tận dụng thời cơ khi nó đến, nên mẹ đừng lo lắng về chuyện đó. Đừng để thua Chi Hoan. Hãy làm bất cứ thứ gì để biến vụ làm ăn đó thành của con. Mẹ sẽ hỗ trợ cho con. Chào anh. Xong hết rồi à? Vâng ạ. Sao trông anh mệt mỏi thế? Có chuyện gì à? Chị ấy giống hệt chị Minh Dân sao? Sao chuyện đó có thể cơ chứ? Thậm chí tôi đã ăn tối cùng chị ấy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tin được chuyện này. Trông chị ấy giống lắm hả anh? Ừ. Vậy sao anh lại không hỏi xem chị ấy có biết chị Minh Dân không? Tất nhiên là tôi đã hỏi nhưng chị ấy nói là không biết. Tôi thậm chí còn gọi cho bà chủ cửa hàng vải. Anh nghĩ là việc này cần phải tìm hiểu xem sao, đúng không? Ừ, tôi muốn tìm xem chị Minh Dân và Annie có liên hệ gì với nhau không? Có thể không? Em phải cố thử thôi ạ. Nhưng mà anh và chị Chu Hông cùng làm à? Chị ấy cũng nhờ em tìm giúp một người đấy. Chu Hông sao? Vâng. Đó là một người mà chị Thê Hy cũng đang tìm. Ông ấy ở trong trại giam Trân Chu và sẽ được thả vào đầu tuần tới. Tên ông ấy là Lee Dong Chun. Hình như là thế.
Mọi chuyện thế nào rồi? Tôi đã sắp xếp xong một cuộc gặp với ba cổ đông lớn. Tôi sẽ nhắn cho giám đốc thời gian và địa điểm ạ. Được, cậu vất vả rồi. Đuổi mình ra khỏi cái nhà đó không thôi còn chưa đủ. Ông ta còn muốn sa thải mình sao? Lão già đáng thương đó cứ nghĩ mình là đứa trẻ dễ đánh bại đến thế ư? Cứ nhìn mà xem, tôi sẽ tận dụng thời cơ này thế nào. Tôi sẽ biến đồng minh của ông trở thành người của tôi. Xin chào, tôi đến rồi ạ. Sao không khí trong nhà lại lạnh lẽo thế nhỉ? Chắc là cháu đau lòng lắm. Dù vậy, ông vẫn cảm ơn vì cháu đã quyết định nói ra sự thật. Cháu xin lỗi vì đã không nói với ông khi cháu biết được điều đó. Cũng mới đây thôi và cháu cũng đã rất sốc. Đó có phải là lý do khiến lúc đó cháu khóc lóc u buồn đến thế không? Chú ơi, chú. Cháu có đau không? Có bị dính mảnh thủy tinh vào ngón tay không? Ông ơi, ông có chuyện gì à? Có chuyện gì sao cháu? Vâng, đó là ngày cháu phát hiện ra sự thật. Và nhìn ông, cháu cảm thấy như tan nát cõi lòng ạ. Ông tin mình. Ông không hề nghĩ rằng mình cố tình tiết lộ tin này vì mình biết ông đã đi làm xét nghiệm ADN. Cháu không nghĩ rằng đây là lúc nên đưa ra quyết định sao? Cháu đã quyết định rồi ạ. Cháu đang đợi câu trả lời của anh Chi Hoan. Thế thì cháu sẽ không thay đổi ý định đâu ạ. Ông có thể hỏi cháu cả trăm lần nhưng mà câu trả lời vẫn là như vậy thôi. Nếu cháu không từ bỏ thì ông không thể công khai Chi Hoan là cháu trai của mình được. Cả đêm qua cháu đã cảm thấy mình như là trẻ mồ côi. Thực tế là vì cháu mà mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ cháu cũng chẳng là gì với ông hay bố cả. Nếu ông bắt cháu phải chia tay với cả anh Chi Hoan thì cháu biết sống như thế nào đây ạ? Kể từ ngày cháu chào đời, cháu đã luôn là cháu gái của ông rồi. Và vẫn như thế, thậm chí cả sau khi ông mất đi. Nhưng mà thế nên cháu bắt buộc phải ly hôn. Ông à, Chi Hoan là cháu trai của ông. Làm sao mà hai đứa có thể kết hôn được chứ? Nếu chỉ một lời nào lọt ra ngoài, cả xã hội sẽ bàn tán và chỉ trích cháu đấy. Ông cảm thấy có lỗi với cháu nhiều nhất. Ông không muốn cháu phải chịu đựng như thế nữa. Nên là Thế Hy à, hãy tiếp tục làm cháu gái của ông. Cháu không thể làm thế ông à. Chắc chắn là thế mà, thưa giám đốc. Ngày ấy vừa nói rất rõ là muốn hai người họ ly hôn. Lão già bây giờ có vẻ không quan tâm đến ai ngoài Chi Hoan. Xin lỗi, nhưng lúc này tôi cần chúng nó vẫn là vợ chồng với nhau. Anh đã nói rằng cách anh đối xử với em vẫn sẽ không thay đổi. Anh chắc chắn rằng em vẫn nhớ điều đó. Không gì có thể thay đổi được. Em sẽ không đòi hỏi gì ở anh hết. Chỉ cần anh ở bên em thôi. Cứ như thế này thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Ở bên cạnh anh, em sẽ không thể nào hạnh phúc được đâu. Tại sao anh lại lo lắng trong khi em nói là em vẫn ổn mà? Em chỉ muốn anh cho em được ở bên cạnh anh thôi. Em biết là không thể được mà. Anh à, kết thúc chuyện này đi. Vì em nữa. Không đâu.
Nếu anh muốn điều tốt nhất cho em thì đừng để em đi. Thế em đang cầu xin anh đấy. Em đang xin anh hãy ở bên cạnh em. Anh xin lỗi. Anh à, anh phải làm theo lời ông. Mình ly hôn đi. Không, em sẽ không đồng ý. Em sẽ không bao giờ ký đơn ly hôn đâu. Nếu anh muốn ly hôn, ra tòa đi. Chắc con đã nghĩ thế giới này bây giờ là của mình khi con khiến mẹ bị tống cổ ra khỏi nhà. Sao thế? Mọi chuyện không suôn sẻ ư? Con đúng là khờ khạo mà. Cháu không phải là cháu gái của ông, chúng ta không có liên quan với nhau. Có phải con đã nghĩ rằng nếu tiết lộ chuyện đó thì mình không phải ly hôn ư? Tất nhiên rồi ạ. Lần đầu tiên con cảm thấy rất biết ơn mẹ vì đã không sinh con ra với cùng người bố của anh Chi Hoan. Con hoàn toàn đơn độc mà con vẫn không tỉnh ra. Thật là vô vọng. Mẹ sẽ phải thất vọng khi biết rằng ông đã nói ông vẫn xem con là cháu gái cho đến khi ông chết. Ông ta đang làm tất cả mọi cách để thuyết phục con ly hôn, và con thì động lòng một cách ngu ngốc như thế sao? Không phải việc của mẹ. Mẹ không cần bận tâm đâu. Có lẽ con đã đẩy mẹ đến bờ vực, nhưng mẹ không thể làm thế với con được, vì mẹ vẫn là mẹ của con. Sao đột nhiên mẹ lại thay đổi thế ạ? Mẹ đang tính làm gì thế? Mẹ nhận ra là thà để Uchiha là chồng của con còn tốt hơn để cho ông già đó công bố người thừa kế. Con không tin mẹ à? Nghĩ thử đi. Bất cứ khi nào có chuyện, ai là người lao vào để cứu con chứ? Kể từ hôm nay, hãy để mắt kỹ đến Thê Hi. Nó có thể làm chuyện gì đó. Sao cậu không trả lời tôi? Tôi sẽ làm thế. Đừng có làm gì ngu ngốc vì thương hại nó. Tôi cảnh cáo cậu không được vượt quá giới hạn. Tôi không định như thế. Tốt nhất nên vậy. Cậu đã không và sẽ chưa từng là gì đối với con bé cả. Báo cáo với tôi buổi gặp gỡ với người của công ty A-Market thế nào? Vâng. Hôm qua chúng tôi chỉ gặp gỡ và chào hỏi nhau thôi, không có nói gì nhiều ạ. Cậu chỉ chào thôi à? Cậu đã ăn tối, uống cà phê và tìm hiểu nhau ư? Vâng. Ý cậu là kiểu gặp gỡ như sinh viên đại học lúc rảnh rỗi trong khi đang được trả lương à? Chị ấy đã nói là tôi tạo được ấn tượng tốt. Tôi đang soạn một vài thứ để trình bày thêm về chiến lược kinh doanh của công ty. Cơ bản là cậu đã đặt dấu chấm hết. Tôi nghĩ là chưa thể nói được điều gì quá sớm. Cậu đi gặp đại diện của một công ty lớn, ăn tối uống cà phê rồi ra về mà không có được gì để chứng minh hết. Vậy mà cậu bảo là chưa chấm hết ư? Tôi sẽ coi như là cậu không thể giao tiếp được bởi vì vốn tiếng Anh nghèo nàn. Về vấn đề đó thì Andy lại nói tiếng Hàn rất lưu loát. Chị ấy là người Mỹ gốc Hàn. Thật là... Dù sao thì tôi sẽ lo việc cưới cô ấy kể từ giờ. Cậu lui sang bên đi. Ý anh là anh sẽ gặp trực tiếp chị ấy sao? Sao? Có lý do gì tôi không thể à? Tôi hỏi là có lý do gì mà tôi không thể gặp được. À thì đừng cố tỏ ra thông minh nữa, mà nhanh đưa cho tôi số của cô ấy đây. Alo, Annie à, là tôi Uchiha đây, đưa máy cho tôi. Tôi xin phép, giám đốc của tôi muốn nói chuyện với chị. Vâng.
Vâng, xin chào. Tôi là Nam Thế Hiên, giám đốc bộ phận chiến lược và kinh doanh của công ty Y. Tôi hy vọng sẽ được gặp trực tiếp để gửi lời chào đến cô. À, thế à? Vậy thì khi nào? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đợi tin từ cô. Sao ạ? Uchiha ư? Vâng. Vâng, là tôi đây ạ. Vâng. Chắc chắn rồi. Hôm nay, ý là sao ạ? Tôi nghĩ là tối nay được ạ. Vâng, hẹn gặp chị. Chào chị. Thật không tin được. Tôi có nên thể hiện sự tôn trọng không đây? Quế bảo là mình đang đi du lịch và sẽ không làm việc trong tuần này. Nhưng Quế lại muốn gặp cậu tối nay ư? Cậu giải thích chuyện này thế nào đây? Tôi không biết nữa. Tôi không biết nhiều về chị ấy, nhưng tôi có thể nói rằng Andy Brown xem trọng công việc và những người đáng tin. À, vậy ra đây là bài kiểm tra của cô ấy à? Dành cho cậu chứ không phải dành cho công ty Y. Bài kiểm tra đó, tôi hy vọng là cậu qua được. Nếu cậu mà làm hỏng vụ làm ăn này, cậu sẽ phải gánh trách nhiệm và tôi sẽ sa thải cậu đấy. Hội thảo. Vâng, là hội thảo về bữa sáng ạ. Vậy con ăn chưa? Họ đã phát cho những bữa ăn tiện lợi đóng gói ngon lắm ạ. Con xong sớm như vậy sao lại không đi xem phim luôn đi chứ? Xem phim ư? Mẹ muốn đi xem phim sao? Chúng ta có thể đóng cửa hàng rồi đi luôn không? Ôi trời, mẹ sẽ phải thực sự cẩn thận từng lời mẹ nói với con quá. Bác ơi. Chị Chu Hông cũng ở đây à? Ừ. Nó được về sớm sau khi xong hội thảo. Tuyệt vời. Vậy chị đi đón bé Son giúp em được không? Son ư? Hôm nay là ngày cuối đi học của Son và con bé tham gia nhiều hoạt động lắm. Em đã bảo là em sẽ đi đón nhưng mà một nhóm đông khách lại đến quán. Được rồi, đừng lo. Chị sẽ đi đón con bé. Trường tiểu học Iriu. Cô ơi, cô Chu Hồng. Son à, học xong rồi đấy à? Vâng ạ. Xem kìa, đúng là cháu đã hoạt động nhiều lắm này. Học kỳ này thực sự cháu đã rất chăm chỉ luôn đấy. Cháu muốn lấy bức ảnh treo ở ngay hành lang, nhưng cô giáo bảo là cứ để ở đó đi. Cô ấy muốn treo ở đó đến học kỳ sau luôn. Giỏi quá. Trời nóng quá, mình ăn kem trên đường về nhà nhé. Được không ạ? Được chứ. Chị Min Dân. Son à, đợi cô ở đây nhé. Đợi đã. Xin lỗi, đợi một chút. Đó là chị Min Dân. Chắc chắn là chị ấy mà. Có chuyện gì thế ạ? Hả? Ai thế cô? À, không có gì. Alo, có chuyện gì vậy? Có một chuyện rất lạ vừa xảy ra. Chuyện lạ. Chuyện gì thế? Em không biết anh sẽ cảm thấy như thế nào về chuyện này. Nhưng em nghĩ là em đã nhìn thấy chị Min Sâm. Sao cơ? Em biết là nghe vô lý. Nhưng chị ấy giống lắm nên em không thể lờ đi được. Em thấy chị ấy ở đâu? Em đi đến trường để đón Son. Thấy chị ấy ở bên ngoài cổng trường nhìn Son. Nhìn Son sao? Nếu chị ấy chỉ trông giống không thôi thì không lý gì chị ấy lại theo dõi Son ở bên ngoài trường học.
Chin Ho. Chú Hồng à, mình nói chuyện xong nhé. Vâng. Không thể nào. Chuyện gì vậy nhỉ? Alo Chin Ho à, cậu đã tìm được gì về Annie Brown chưa? Sao cơ? Chào cậu. Chúng ta uống một ly nhé. Tôi nghe nói chị đã ở bên ngoài cổng trường học của Son, con gái tôi hôm nay. Tôi sao? Nếu chị muốn gặp con bé, tại sao chị không nói với tôi? Cậu có nhầm tôi với một ai khác không vậy? U Ha Dân. Chị là chị em sinh đôi với chị gái của tôi, U Ha Dân. Có đúng không? Cậu phát hiện ra sớm hơn tôi nghĩ đấy. Chuyện này là sao chứ? Tại sao chị lại tiếp cận tôi? Cậu đã tìm cách để biết được tôi là chị gái của Min Dân nhanh như thế. Sao cậu không thử tìm hiểu xem tôi đang làm gì ở Hàn Quốc đây? Quá khó để đoán ra sao. Tôi đến đây để đón Son, con gái của em tôi. Chị nói gì chứ, Son? Tôi ở đây là vì con bé. Chị đang nói chuyện vô lý gì thế chứ? Tôi không nói việc này là miễn phí đủ rồi đấy. Hãy để tôi đưa Son đi. Và sau đó tôi sẽ để cho cậu bán sản phẩm thông qua hệ thống của chúng tôi. Không phải chỉ ở Mỹ không đâu, mà là toàn thế giới đấy. Nghe này chị U Ha Dân, cậu đang nuôi cháu gái của tôi, trong khi cậu chẳng hề có mối quan hệ gì với con bé cả. Hãy thành thật đi, chẳng phải chuyện đó rất kỳ quặc sao? Quên chuyện bố ruột của con bé đi. Nhưng bây giờ con bé có một người bác kia mà, một người hoàn toàn giống mẹ của nó. Hãy quên chuyện làm ăn của chúng ta đi. Son là con gái của tôi, dù bất kỳ ai nói gì đi nữa, thậm chí chị có đề nghị cho tôi tất cả các cửa hàng trên toàn cầu, tôi cũng không bao giờ từ bỏ con bé. Là như thế đấy. Cậu đã thắng. Cậu đúng là bố của Son. Chị đang làm gì thế hả? Cậu xứng đáng để làm bố của Son. Ông của tôi đã thông báo rằng ông ấy muốn quay trở lại vị trí quản lý tháng trước. Cậu không nghĩ ông ấy đã quá già cho việc đó rồi sao? Ông ấy không chỉ già, mà thậm chí cũng không còn sáng suốt như trước đây nữa, nên chúng tôi rất là quan ngại việc đó. Có vấn đề gì với sức khỏe của ông ấy không? Chúng tôi cũng chưa thể nói trước được điều gì, nhưng ông ấy đang thực hiện một vài xét nghiệm. Em rể của tôi đã quyết định lợi dụng thời cơ này để đưa ông trở lại công ty. Cậu ta đang vu khống cho mẹ của tôi. Ý cậu là sao? Tại sao cậu lại cấu kết với một ông lão già yếu? Thật ra là khá xấu hổ khi nói đến việc này. Nhưng vì lợi ích của công ty, tôi đã phải đi trước một bước. Đó là lý do vì sao tôi đề nghị được gặp ngài. Vậy cậu ta đã bôi nhọ giám đốc Ham điều gì? Đó là vấn đề rất riêng tư ạ. Nhưng không có gì phải bàn cãi về khả năng kinh doanh của bà ấy cả. Tốt, chúng ta không thể để cho công ty bị lao đao được. Tôi đang rất lo sợ vì chuyện này đang xảy ra ngay lúc công ty Y trên đà phát triển dưới trướng của mẹ mình. Nhưng sự thật là tôi còn lo lắng hơn cho ông của mình. Người ông mà tôi biết lẽ ra phải đưa ra một quyết định khôn ngoan, kể cả khi đối diện với những lời đồn đại. Nhưng lần này ông lại cho triệu tập một cuộc họp cổ đông mà không buồn kiểm tra những cáo buộc có đúng sự thật hay không. Thật là đáng tiếc.
Từ những gì tôi nghe được, Xuân là con gái của giám đốc Nam Thê Hiêm. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Chẳng phải tôi nên nghi ngờ cậu đầu tiên à? Cậu lẽ ra đã có thể dùng Xuân để mặc cả với nhà họ Nam, để trở thành con rể của nhà đó mà. Tôi sẽ giữ bí mật về bố mẹ đẻ của con bé nếu như cậu để cho tôi lấy em gái của cậu. Tôi nên mang Xuân ra để mặc cả như vậy sao? Những gì tôi đang nói là tôi phải kiểm tra để chắc chắn cậu không phải là loại rác rưởi thậm tệ. Tại sao lại thế? Tại sao chị lại muốn biết điều đó? Tôi cần phải biết để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Tại sao chị lại đến Hàn Quốc? Có thật là chị đến để gặp tôi và Son không? Đúng. Tại sao? Chị và chị Minh Sơn đã chia cách nhau từ năm 2 tuổi và từ đó đến nay chưa từng gặp lại. Thế nên tôi mới làm điều này. Người em gái mà tôi chưa bao giờ gặp mặt phải ra đi vào lúc rất trẻ. Chẳng phải tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy sao? Nếu như mà con gái của em ấy đang sống một cuộc sống đáng thương thì sao? Tôi phải tận mắt nhìn thấy. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết. Nhưng chị sẽ không đưa con gái tôi đi đâu cả. Nếu như chị có dù chỉ một ý định thoáng qua, tôi đến đây để giúp cậu. Tôi phát hiện ra được cậu là người nuôi dưỡng con gái của em tôi, nên tôi đã điều tra về cậu một chút. Khi cậu gửi mail cho tôi, đó là một điều trùng hợp đến bất ngờ. Cậu đã nói về việc muốn bán thảm thông qua các cửa hàng của chúng tôi. Cậu nghĩ tôi đã sốc đến mức nào? Một cách tự nhiên, tôi đã muốn nhanh chóng đến đây. Ông ta nhìn thật là lạnh lùng. Con cứ lo là mình không thể thuyết phục được. Nhưng cuối cùng may quá, đúng thế, con làm tốt lắm. Mẹ có thể cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của một người cháu trai. Thậm chí mẹ đây còn động lòng. Con nói thật lòng mà. Ừ, đúng đấy. Vậy thì sao? Con nghiêm túc mà mẹ. Con thực sự rất lo cho ông. Ừ, mẹ hiểu rồi. Vậy là chúng ta đã nói chuyện với giám đốc Kim. Người nghe một mà nói 10, lời đồn sẽ sớm được lan ra thôi. Con hy vọng là ông sẽ bỏ qua thay vì khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Chuyện đó không thể xảy ra đâu. Vì chúng ta đã hành động rồi nên cần phải xông lên và chặn tên Chi Hoan thôi. Chủ tịch Nam Hưng Sích không còn minh mẫn như trước đây. Và chồng của cháu gái ông ấy đang cố chiếm lấy công ty. Chủ tịch cần phải vào viện dưỡng lão thay vì đến công ty. Đó là những gì mà chúng ta cần các cổ đông nghĩ đến. Còn ghét phải làm mấy việc mà lý ra chúng ta không cần phải làm nếu mọi chuyện không xảy ra như vậy. Không đâu, đây là một cơ hội tuyệt vời cho con. Con cần phải giành được phi vụ làm ăn với A-Market. Mẹ đừng lo. Chi Hoan là một kẻ bất tài đang muốn chiếm lấy công ty Y, nhưng vụ làm ăn đó sẽ là của con. Con sẽ đưa sản phẩm của công ty vào các cửa hàng của A-Market trên toàn thế giới và gia tăng doanh số của công ty. Con càng khiến cho các cổ đông giàu có hơn thì họ sẽ càng ủng hộ chúng ta hơn. Ừ, tôi biết là họ sẽ đi khắp nơi để gặp các cổ đông lớn mà. Quá rõ ràng để biết họ đã đi gặp ai và nói những gì. Tôi cũng biết ai về phe bọn họ mà. Cậu không cần phải lo về điều đó. Ừ. Nếu các hồ sơ giấy tờ đều đã được chuẩn bị. Ừ. Luật sư Kim có thể gặp Chi Hoan vào ngày mai để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Tôi cũng sẽ sửa lại di chúc của tôi. Đi thôi. Chị Min Sơn, xin lỗi. Đợi đã, đợi một chút. Thế nào, cháu có thích không?
Chúng ta đều không muốn bà cháu đi lạc một lần nữa, nên cô đã đi mua một chiếc điện thoại thông minh để bà cháu có thể đeo trên cổ. Và lúc ở đó thì cô cũng quyết định mua cho cháu một chiếc điện thoại luôn. Điện thoại cháu vẫn dùng ổn mà, đây là mẫu mới mà. Họ vừa mới cho ra mắt hồi tuần trước thôi. Bạn bè cháu sẽ ganh tị nếu như cháu dùng cái này. Cháu rất cảm ơn vì cô đã nghĩ đến cháu. Nhưng bố bảo là sẽ mua điện thoại mới cho cháu vào năm sau rồi ạ. Cô cũng sẽ mua cho cháu một cái mới lúc đó. Cô thực sự không cần phải làm vậy đâu ạ. Vậy cháu không muốn cái này ư? Tại sao lại không? Tại sao cháu luôn luôn từ chối quà của cô vậy? Vậy người mà em nhìn thấy là chị gái sinh đôi của chị Minh Dân sao? Sao có chuyện như thế được? Em không nghĩ là chị Minh Dân đã từng nhắc về chuyện đó. Có lẽ chị ấy cũng không biết là mình có chị em sinh đôi. Bà chủ cửa hàng vải nghĩ là Annie đã chết rồi. Nếu như họ thậm chí còn không giữ liên lạc, vậy làm thế nào mà chị ấy tìm được bé Son nhỉ? Em đã chú ý vì chị ấy đứng đợi ngay bên ngoài trường của Son. Trả lời đi. Tại sao cháu luôn luôn từ chối cô? Cháu không nói cho cô biết à? Tuy cháu vẫn còn nhỏ nhưng cô cũng đang rất cố gắng kia mà. Chẳng phải là đã đến lúc cháu nên mở lòng với cô rồi sao? Tại sao cháu khóc? Cô đã làm gì mà cháu lại khóc lóc thế kia? Cháu muốn đi xuống tầng ạ. Cầm lấy đi. Cháu không muốn. Cầm đi. Cô đã mua cho cháu đấy. Dừng lại đi. Bố ơi. Không sao rồi. Con có sao không? Bố. Không sao đâu. Đừng lo. Con không muốn điện thoại mới đâu ạ. Con muốn dùng cái cũ. Được rồi. Con cứ giữ đi. Con đi xuống dưới đi. Đi với bố nào. Mình nói chuyện đi anh Chi Hoan. Lát nữa đi. Anh hiểu nhầm rồi. Em muốn mua điện thoại cho mẹ anh. Và em cũng đã mua cho Son nữa. Em nghĩ là con bé sẽ thấy vui. Anh biết rồi. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Đi nào. Cô cứ ở đây được không? Gì cơ? Lúc này cô chẳng làm gì được đâu. Sao cô lại chen vào cuộc sống của chúng tôi cơ chứ? Có lẽ cô nghĩ rằng mình có thể dùng tiền mua được sự yêu mến của một ai đó. Tôi cảm thấy đáng thương cho cô đó. Này, Chu Hồng, Son không quan tâm đến những thứ như điện thoại thông minh mẫu mới đâu. Nếu cô muốn được lòng con bé, hãy cố tìm ra thứ mà con bé thích trước đi đã. Đừng cố áp đặt con bé theo suy nghĩ của cô. Bố đã nói là sẽ mua cho con điện thoại mới khi con vào lớp 3. À, đúng thế. Bố bảo là sẽ đưa con đi mua sắm rồi con có thể chọn một cái. Nên con đã từ chối quà của cô ấy. Đột nhiên cô ấy nổi giận ạ. Bố chắc chắn là cô ấy không có ý làm cho con buồn đâu. Cô ấy mua nó vì nghĩ rằng con sẽ thấy vui. Nhưng sau đó cô ấy hơi bị bối rối một chút thôi. Con có muốn uống chút nước không? Không, con muốn gặp bà. Con có thể đi xem thử bà đã ngủ chưa ạ? Bùi quá đi. Khi bà bấm vào phím nào, hãy cố nói to con số ấy lên nhé. Con số? Vâng, tôi nghĩ là bà có thể học được bằng cách đó đấy ạ. 3 2 Bà ơi! Ăn tối thôi nào. Chúng ta đã ăn tối rồi ạ. Gì cơ? Chúng ta đã bỏ bữa trưa và ăn tối rồi sao? Cháu biết là bà thấy đói nên cháu mang kẹo đến đây ạ. Cảm ơn. Cô có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi ạ. Vâng, hôm nay bà ấy rất tốt, không có vấn đề gì xảy ra cả. Cảm ơn. Đợi con thêm chút nữa. Mẹ, Son à, con sẽ cố gắng nhanh chóng để chúng ta có thể sống thoải mái cùng nhau. Brown sẽ ghé thăm công ty chúng ta vào đầu tuần tới.
Thật ư? Tôi sẽ gặp một vài người từ phòng marketing để bàn bạc cách tốt nhất để giới thiệu sản phẩm của chúng ta. Tôi muốn gặp riêng cô ấy trước đấy. Vâng, tôi sẽ hỏi cô ấy. Ồ, tuyệt quá. Anh chuẩn bị mang về một thành tích lớn cho công ty à? Tôi cũng không chắc, không có gì đảm bảo là chị ấy sẽ quyết định bán sản phẩm của chúng ta. Anh đã đủ sức tạo ấn tượng với cô ấy rồi. Chúc may mắn, cảm ơn. Trời ạ. Tôi sẽ là người đưa cô ấy đến xem nhà máy. Lên lịch trình đó cho tôi đi. Vâng thưa anh. Tôi nghi ngờ cậu khó có thể làm việc đó một khi cậu gặp được chị ấy. Đừng đứng đó nhìn chằm chằm tôi nữa. Quay lại làm việc đi. Vâng. Chào anh. Tôi là luật sư Kim Jung-kun. Chủ tịch bảo tôi đến gặp anh. Vâng. Có một vài vấn đề xảy ra nên ông ấy đã được đưa đến bệnh viện. Ông ấy xuất viện vào hôm qua rồi. Vậy tôi có thể gặp ông ấy hôm nay được không? Được rồi, tôi đi ngay đây. Tôi nghỉ phép hôm nay nhé. Sao ạ? Bảo với giám đốc Ham là tôi đi họp cả ngày ở ngoài văn phòng nhé. Thỏa thuận trao tặng cổ phần có hiệu lực khi anh đồng ý nhận số cổ phần của chủ tịch. Tôi đã liệt kê ra tất cả nội dung cần thiết rồi. Anh chỉ cần ký vào đây thôi. Vâng. Hai 20% số cổ phần của ông nghĩa là cậu ta đang sở hữu gần như 5% cổ phần của Y rồi. U Chi Hoan. Ông già đó đã thuê luật sư mới để Chi Hoan ký vào thỏa thuận ngay trước mặt con ông. Ông đã quyết định thậm chí không còn quan tâm đến chúng ta nữa. Chúng ta không thể để ông ta làm theo ý mình thế được. Ta phải ngăn không để cho ông tiết lộ Chi Hoan là ai. Và chúng ta cũng phải khiến cho Chi Hoan phải bán lại số cổ phần của cậu ta. Liệu cậu ta có chịu từ bỏ một thứ giá trị đến thế khi vừa mới nhận được không? Chúng ta cần phải cài cậu ta vào một tình huống mà bắt buộc phải chi thật nhiều. Cậu ta sẽ bán cổ phần nếu cần tiền ư? Phải là một khoản tiền rất lớn. Và cậu ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải dùng tới khoản tiền bên ngoài. Cậu nói là ai đến gặp tôi chứ? 누구라고 했죠? Cô đã gặp ông ấy chưa? Lý Đông Trân không ra gặp sao? Không. Tôi quyết định là không gặp ông ta nữa. Tại sao thế? Tôi sẽ làm việc thông qua luật sư. Đi thôi. Lý Đông Trân. Em có chắc về chuyện đó không? Thông tin chị đưa cho em vẫn là chưa đủ. Tất cả những gì em có thể tìm được lúc này chỉ là thông tin lưu lại về Lý Đông Trân thôi. Nhưng đó không phải là thứ chị cần đúng không? Đúng nhỉ? Chị cũng nghĩ là không dễ dàng gì. Em không biết là về chuyện gì, nhưng em nghĩ là nó không có liên quan đến chị đâu. Hay là chị cứ dừng lại ở đây và quên chuyện đó đi. Giờ bố chị đã mất rồi. Tất cả những gì mà Thê Hương đang làm không thể nào lại không liên quan đến chị được. Dù cho có là bí mật hay điểm yếu nào đó, chị cũng muốn mình là người biết chứ. Cảm ơn quý khách. Nhớ uống đều đặn và chúc quý khách nhiều sức khỏe. Vâng. Chào mẹ.
Đợt ghé thăm mỗi ngày đây ạ. Trời ạ, rồi con sẽ thấy mệt mỏi đấy. Sao gặp mẹ lại khiến con mệt mỏi được chứ? Con nên nghỉ ngơi đi chứ. Con đã làm việc vất vả ở bệnh viện rồi. Gặp mẹ là con đã cảm thấy được nghỉ ngơi rồi ạ. Mẹ thấy ổn vì bây giờ Chin Ho lúc nào cũng luôn bên cạnh. Con chỉ cần ghé qua một hai lần một tuần thôi. Mẹ nói thật đấy. Mẹ à, mẹ có biết điều con hối hận nhất gần đây là gì không? Cứ trì hoãn nhiều thứ. Sau khi học ở trường y, sau khi đi thực tập, rồi sau đó ổn định, con cứ trì hoãn thứ này thứ kia rồi thành ra đã chẳng làm được gì cùng với bố. Làm con là như thế đấy. Dù sao thì con cũng đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi. Học làm bác sĩ rất vất vả cơ mà. Nếu như con không có thời gian thì lẽ ra con phải dành ra một khoảng nào đó, hoặc ít nhất cũng phải bỏ qua một vài thứ. Con sẽ không lặp lại sai lầm thứ hai đâu. Thế nếu lỡ con bị kiệt sức thì sao? Nghe chẳng hay ho tí nào từ góc độ của một người mẹ. Nhưng con không chịu được, nhìn thấy mẹ khiến con cảm thấy tốt hơn mà. Con cũng thấy mẹ rồi, vậy thì về đi. Mới đó mà, mình không ăn tối à? Mẹ chồng con không có ở nhà, ít ra con cũng nên có ở nhà chứ. Về nhà chăm sóc cho chủ tịch và Kiêng Sơn đi. Bên phía nhà chồng con đang khó khăn như thế thì sao con lại nghĩ đến việc ăn cùng mẹ cơ chứ? Thôi, về nhà đi. Gì cơ? Ai đang ở nhà chứ? Một vị luật sư họ Kim. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy trước đây. Thế thì sao? Tôi nghĩ là mọi chuyện thực sự đang không ổn cho giám đốc đâu. Tôi nghĩ chủ tịch gọi luật sư đến vì vụ di chúc đấy ạ. À? Di chúc ư? Vâng. Chủ tịch muốn bỏ bà ra khỏi đó đấy ạ. À? Ông ta sẽ làm gì chứ? Tôi đã nghĩ là không biết mình có nên gọi báo cho bà biết chuyện này không? Alo? Alo? Làm sao bây giờ? Lỡ như bà ta hấp tấp quá thì sao? Chủ tịch sẽ bắt tội mình nếu như phát hiện ra mình nói cho bà ấy biết. Ôi trời đất ơi! Đáng ra mày phải suy nghĩ hai lần, ba lần hay nhiều hơn nữa chứ Quang My. Sao mày lại đi gọi ngay cho bà ta thế chứ? Giờ phải làm gì đây? Ông ta định bỏ mình ra khỏi di chúc ư? Thử xem ông có làm được không? Giám đốc Ham, tôi đang bận, nói chuyện lúc khác đi. Em có biết ông ấy đến đây làm gì không? Không, em cũng chỉ mới về nhà thôi. Họ đang trao đổi với nhau cái gì đó, anh nên tham gia đi. Cái này nghĩa là gì? Con trai quá cố của ông và bà Ham không thể ly hôn được. Ý cậu là một quá phụ không thể ly hôn với người chồng đã mất à? Vâng. Không có cách nào để họ có thể ly hôn một cách hợp pháp được ạ. Được rồi. Có chuyện gì thế ạ? Ông à, cháu ngồi xuống đi. Cháu về rồi ạ. Cháu về vừa đúng lúc đấy. Lại đây tham gia cùng đi. Vâng ạ. Ông ơi, ông muốn mẹ cháu ly hôn với người bố đã mất sao? Chuyện đó là sao ạ? Theo luật hiện hành, tôi biết là không thể được. Ông đang nghĩ gì thế ạ? Ông không biết là mẹ cháu là quá phụ vì bố sao? Đúng thế. Di chúc của ông đã không còn đề cập đến mẹ cháu nữa rồi. Sao ạ? Thế nên nếu như tôi không để cho họ ly hôn thì khi tôi mất, Xúc Trinh có thể nhận một phần tài sản của tôi. Có đúng như vậy không? Ông phải làm đến thế này ạ. Tôi hiểu rồi. Hôm nay như thế là đủ rồi. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại để thống nhất. Vâng, thưa ngài. Chào cậu.
Ông nhất định phải đi đến mức này sao? Đúng vậy. Tỉnh táo lại đi. Chẳng phải cháu đã nói là sẽ không phụ thuộc vào mẹ nữa khi tham gia quản lý công ty sao? Trước khi là giám đốc thì bà ấy vẫn là mẹ của cháu mà. Nếu như ông quan tâm đến cháu thì ông không thể làm như thế này được. Cái này đẹp quá. Cái bà này bị sao thế nhỉ? Bà bị điên à? Bác à? Sao bà dám đi vào đó và mặc quần áo của người khác cơ chứ? Anh Thế Hiên, bà là ăn trộm à? Đừng động vào bà ấy. Mẹ cậu đang ăn trộm đấy. Anh cẩn thận lời nói. Bà ta không bình thường, đưa bà ta vào bệnh viện đi. Anh có thể dừng lại được không? Tôi sẽ đưa cái này cho Min Sơn. Đưa cho ai cơ? Anh Thế Hiên. Cậu đã nói với bà ta là chị gái cậu đã chết rồi chưa? Tất cả dừng lại đi được không? Tôi sẽ đưa cái này cho Min Sơn. Mẹ, con gái bà chết rồi. Chết rồi, anh im đi. Nếu cậu không muốn nghe thì đi đi. Đem cả cái gia đình vô dụng của cậu theo nữa. Không được vào trong đó. Đi ra ngoài đi. Nếu anh còn dám nói những lời vô nghĩa như thế với mẹ tôi một lần nữa. Thế nào là những lời vô nghĩa? Chị gái cậu chết rồi. Anh nghĩ đó là lỗi của ai chứ? Hai người đang làm gì thế hả? Đừng có mà động đến con trai tôi. Đẹp quá. Ly Đông Trơn, Ham Xúc Chin. Cô đang làm gì ở đây đấy? Ai cho cô vào đây hả? Bố đã đuổi con ra khỏi đây để làm đảo lộn cái nhà này sao? Ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi đã đuổi cô ra ngoài rồi mà cô vẫn còn chưa biết điều nữa à? Ông à, đi ra ngay. Bố sẽ bỏ con ra khỏi di chúc sao? Đúng thế. Tôi không để cho cô một đồng nào hết. Con đã chăm sóc cho bố ở đây biết bao nhiêu năm rồi. Con có quyền hơn ai hết ở đây được hưởng một phần thừa kế thưa bố. Có quyền luôn. Cô dám nói về quyền sao? Vâng, dù bố có nói gì đi nữa thì con vẫn có quyền ạ. Ly Đông Trơn. Ly Đông Trơn. Tình yêu của Ham Xúc Chin. Bà đang nói cái gì thế hả? Ly Đông Trơn. Ly Đông Trơn là ai vậy? Kiêng Sơn, Ly Đông Trơn là ai thế? Đây này. Bà đang nói linh tinh gì đấy? Cởi cái áo khoác đó ra ngay. Đừng hét vào mặt mẹ anh Chi Hoan như thế ạ. À. Em cũng đang bị mất trí đấy ạ. À. Cởi ra ngay, lại đây. Dừng lại đi ạ. À. Cậu không nhìn thấy bà ta đang mặc áo của ai ạ? À? Tôi cần đưa bà ta vào phòng của tôi. Cô không thể vào đó được. Gì ạ? À? Cháu giúp cô ấy cởi áo khoác đó ra đi. Cháu sẽ làm thưa ông. Không, Chu Hồng, cháu làm đi. À, vâng ạ. Bác đi với cháu nhé. Tránh ra. Như thế đủ rồi. Ông đã nói là giám đốc không thể đi vào phòng đó rồi. Này, Uchiha. Được rồi. Không ai có thể ngăn tôi vào phòng của mình được. Tôi có nên gọi báo cảnh sát không? Bố sẽ nói gì với cảnh sát ạ? Đây là nhà của con.
còn có đăng ký cư trú ở đây cơ mà. Vậy thì tôi bắt buộc phải nói với họ tất cả những chuyện cô đã làm. Bố cứ làm vậy đi ạ. Cô không thể cứ tiếp tục như thế này được. Hãy nghĩ cho con cái của mình nữa. Tôi sẽ mang trả lại áo khoác cho giám đốc. Chị giúp bà ấy hộ tôi nhé. Ừ. Bác đã thử hết tất cả chỗ này ạ? Ừ. Bừa bộn quá, cháu sẽ dọn dẹp giúp bác. Cảm ơn. Bình đã hy vọng là bà ta có USB hay máy quay gì đó. Tôi nóng. Nóng quá. Bác cởi áo này ra nhé. Cháu sẽ treo lên hộ bác. Cháu và mẹ cháu chẳng có ý nghĩa gì đối với ông sao? Chị Hoàn chỉ sau một đêm đã trở thành cháu nội của ông. Và mẹ cậu ta lại có ý nghĩa với ông nhiều đến thế cơ ạ. Bây giờ ông không còn để tâm chút nào đến cháu nữa. Vậy còn mẹ cháu là người đã chăm sóc cho ông bao nhiêu năm nay thì sao? Sao ông có thể để cho người phụ nữ ấy chiếm phòng của mẹ cháu cơ chứ? Sao ông lại đe dọa báo cảnh sát ngay trước mặt cả nhà như thế chứ? Thế Hiên, người mẹ mà cháu biết đã tận tụy chăm lo cho gia đình và công ty. Ông biết mẹ cháu đã phải sống như thế nào mới có thể tạo ra công ty Y như bây giờ mà. Người khác có thể không biết nhưng ông thì biết rõ điều đó mà. Họp hội đồng cổ đông là sao ạ? Sao ông có thể nghĩ đến việc sa thải mẹ cháu cơ chứ? Ông có thể. Ông à, cô ta đã lừa dối bố cháu và cả ông. Và ông không thể nào tha thứ cho những gì cô ta đã làm được chỉ bởi vì cô ta là mẹ của cháu. Ông đã không hỏi mẹ cháu rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Ông đuổi mẹ ra khỏi nhà mà không cho bà ấy một cơ hội để giải thích. Cháu dường như đã chờ đợi điều đó. Tại sao ông lại không thể làm điều ông muốn chứ? Ông à, cô ta đã nói dối ông suốt hơn 30 năm. Tại sao ông lại không thể cho người phụ nữ đã nuôi nấng cháu trai của mình trong suốt hơn 30 năm được chứ? Kìa ông, không phải là ông không biết những chuyện mà mẹ cháu đã làm ở công ty vì cháu mà ông sẽ nhẹ tay với cô ta. Cho nên đừng phàn nàn gì nữa. Miễn là ông còn sống thì mẹ cháu sẽ không được phép quay trở lại cái nhà này nữa. Cái gì xấu thì phải loại bỏ thôi. Lee Đông Trơn, không thể nào đó là người mà mẹ biết được. Mẹ đã nghe cái tên đó ở đâu được chứ? Bố à, sao bố lại ở ngoài này? Bố đang đợi con đấy. Thật ạ? Nghỉ hè rồi mà bố cảm thấy có lỗi vì không đưa con đi đâu được. Vậy bố ơi, con và bố có thể ngủ lại nhà bà Sim được không ạ? Sao cơ? Bà Sim bảo là chúng ta có thể làm thế ạ. Được không bố? À, để bố suy nghĩ trước đã. Vậy thì con cũng muốn hỏi bà để xem bà có muốn ngủ ở đấy không ạ. Tạm biệt chú Chin Ho. Tạm biệt, mai gặp lại nhé. Chào anh. Người mà Chu Hong đã nhờ cậu tìm. Ai ạ? À, Lee Đông Trơn ấy ạ. Cháu đã vội vào đây vì nghĩ bà còn thức. Chắc là bà đã rất mệt. Bà đã chìm vào giấc ngủ ngay. Sẽ tốt hơn nếu hỏi bà vào ngày mai thay vì gọi bà dậy lúc này đúng không ạ? Cô nghĩ là như thế. Sao thế? Có chuyện gì quan trọng à? Cháu muốn ngủ ở bên nhà mẹ của cô ạ. Sao? Lần trước mình ăn cơm cuộn xong biển và vẽ ở chỗ của cô đấy. Chúng ta đã rất vui.
Cảm giác tuyệt như là chúng ta được quay trở về lại nhà cũ của mình vậy ạ. Lý Đông Trân thì sao ạ? Mẹ biết tên ông ấy. Mẹ anh sao? Làm cách nào? Ông ấy đang thụ án cơ mà. Tuần tới sẽ được thả. Anh không nghĩ là sẽ có ai đó làm điều gì với ông ấy lúc đó chứ? Số máy quý khách vừa gọi. Trời ạ, em làm gì mà lâu thế? Em đã làm gì vậy? Người đàn bà tâm thần đó là mẹ chồng của em à? Sao anh có thể nói như thế được chứ? Mẹ anh đã bị sỉ nhục. Sao em lại có thể đưa người đàn bà khác vào trong phòng của mẹ anh vậy chứ? Mẹ của anh Chi Hoan đang bị ốm. Anh Chi Hoan sao? Em vẫn còn quan tâm đến hắn ta ư? Anh đang nói gì thế? Sao em không gọi anh như thế? Gì cơ? Luôn luôn là như thế. Em luôn gọi này anh hoặc Nam Thế Hiêng. Em chưa bao giờ gọi anh một cách chiều mến như vậy. Anh đang nói hơi quá đấy. Sao anh cứ vô lý như vậy chứ? Vậy là có lý khi em vẫn nói về Chi Hoan như thế à? Quên chuyện này đi. Anh đang làm quá lên rồi đấy. Đừng ra vẻ bề trên như thế. Em chọc giận anh, còn em thì cứ thản nhiên về việc đó. Nó khiến anh cảm thấy càng tệ hơn. Nó đâu rồi nhỉ? Nam Thế Hy. Mẹ định làm gì thế hả? Mẹ sẽ làm gì chứ? Mẹ của anh Chi Hoan hoàn toàn vô hại. Chính mẹ đã nói với con là lời khai của bà ấy không có giá trị gì ở tòa cơ mà. Vậy thì sao? Cái gì đang làm mẹ phiền chứ? Có phải là cái tên Lý Đông Trân không? Đó là ai chứ? Đừng có phiền phức đến thế và chuẩn bị dọn ra ngoài đi. Đem người đàn bà đó đi khỏi cái nhà này đi. Thực sự là mẹ không biết ông ấy à? Không, tại sao con cứ làm mẹ căng thẳng thế? Mặt mẹ biến sắc ngay khi vừa nghe đến cái tên đó đấy. Lúc nào? Ngay khi ông nhắc đến cái tên đó, mẹ còn như không thở được mà. Nó làm mẹ bất an đến mức mẹ phải lẻn vào đây giữa đêm để lấy một thứ gì đó. Con nói sai à? Thật là ngu ngốc.
Sao mình lại không thở được chỉ vì gây tên của một người nào đó cơ chứ? Đáng lý ra mình phải vứt bỏ nó từ lâu rồi chứ. Sao mình lại đi giữ món đồ mà tên bất tài vô dụng ấy tặng cơ chứ? Lại thêm một rắc rối nữa rồi. Nam Thế Hiên. Alo, em đã đi rồi à? Vâng, em làm ca sáng sớm nên em đi sớm ạ. Vậy à? Hôm qua em không nói gì với anh hết. Không à? Em cứ nghĩ là em nói với anh rồi. Vâng, chào anh. Sao em lại đến đây vào giờ này? Em có điều muốn nói và cho anh xem. Em đã biết Lý Đông Trơn là ai rồi. Mẹ anh đã mở két sắt của giám đốc Han vào hôm qua. Em nghĩ là bác ấy chỉ vô tình thôi trong lúc đang chơi trò con số. Đây là lý do vì sao bà ấy biết được cái tên. Là người đàn ông mà giám đốc Ham đã hẹn hò. Em nghĩ ông ấy có thể là bố của Thê Hi. À, không phải đâu. Không phải ư? Sao anh biết điều đó? Anh biết bố của Thê Hi là ai ư? Bây giờ anh chưa thể nói cho em được. Nhưng không phải là người này đâu. Vậy thì là ai? Nếu bà ấy cứ giữ cái vòng tay này lâu đến vậy, chắc chắn phải có lý do. Thế Hi đã đi đâu? Đến trại giam ư? Vâng. Cô ấy đã cố đi gặp một ai đó. Lý Đông Trơn. Giám đốc Ham. Ông ấy có phải là người mà bà biết không? Vậy Thế Hi đã gặp ông ta chưa? Chưa. Cô ấy vào phòng nhưng rời đi ngay sau đó. Gọi nó vào đây. Cô ấy không có ở văn phòng. Thế nó ở đâu? Tôi không biết. Tôi đã bảo cậu đi theo con bé kia mà. Anh có chắc đây là của Lý Đông Trơn không? Chắc chắn. Phải khó khăn lắm tôi mới lấy được tóc của ông ta. 10 triệu won. Kiểm tra tài khoản đi. Xong rồi anh đi đi. Gọi cho tôi bất cứ khi nào cô cần điều tra ai nhé. Không tương thích. Không phải sao? Không phải là ông ấy à? Thật may quá. Vậy tại sao mẹ lại hốt hoảng đến thế khi nghe tên ông ta? Chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ sao? Cậu đã gặp cô ấy tận 2 lần mà vẫn không thể sắp xếp được một cuộc gặp gỡ thì nghe có hợp lý không? Tôi xin lỗi, tôi đã hỏi chị ấy nhiều lần nhưng chị ấy vẫn liên tục trả lời là cần phải kiểm tra lại lịch trình. Việc cậu đã gặp cô ấy là nói dối à? Thật kỳ lạ khi một nhân viên mới như cậu lại nhận được phản hồi từ một người của A-Market và cô ấy lại bỏ qua tôi để gặp gỡ cậu. Rốt cuộc là cậu đang đi gặp một kẻ lừa đảo nào đó à? Chẳng phải là chính anh cũng đã nói chuyện với chị ấy rồi sao? Ai mà biết được đó là Annie hay là Jenny? Tôi không hề thấy gương mặt của một ai cả. Tất cả những gì tôi biết chỉ là một cái tên. Cậu không thể trả lời được kìa.
Vậy tôi sẽ gọi chị ấy cho anh. Khỏi đi. Tôi sẽ xác nhận lại với trụ sở chính của A-Market. Cậu khỏi cần làm gì hết. Nếu tôi phát hiện ra cậu đã dựng lên toàn bộ chuyện này, một bức thư xin lỗi không thôi là không đủ đâu. Tôi sẽ đưa cậu ra hội đồng kỷ luật. Chuẩn bị đi. Bà định đi đâu ạ? Tôi đưa phu nhân đi gặp bạn ạ. Phu nhân sao? Mang cái này theo đi. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cứ mua bất cứ cái gì cô muốn và ăn trưa thật ngon vào nhé. Tôi thích ăn đồ ăn ngon lắm ạ. Đi đi. Tạm biệt. Một người chăm sóc và một cái thẻ tín dụng. Bà ta đúng là đang tận hưởng cuộc sống mà. Giám đốc Ham mà thấy chắc mắt bà ấy rơi ra ngoài mất thôi. Xin chào. Đây là lần đầu tiên cô ghé qua đúng không? Vâng. Tôi thích ở đây quá. Tôi mở cửa hàng này khoảng 5 tháng trước. Bây giờ đang hoạt động ổn và doanh số cũng tốt hơn rồi. Vâng. Tôi đã chọn ra vài món khi nghe cô sẽ ghé qua đây. Cô ngồi xuống đi rồi xem. Ở nhà Kiên Sơn vẫn ổn đúng không? Bái ổn, nhưng thỉnh thoảng bái hay nói rằng mình cảm thấy bị đầy bụng. Vậy thì tôi chọn đúng sản phẩm rồi. Đó là loại tốt cho những người ở tầm độ tuổi chúng ta đấy. Cái này cũng tốt cho cô nữa, nên nhớ uống một viên một ngày nhé. Quà của tôi đấy. À không đâu ạ, chủ tịch đưa cho tôi cái này để thanh toán cho mọi thứ. Tôi đã mong muốn được tặng quà cho cô ấy mà. Cảm ơn rất nhiều. Chị Hoan, Son và giờ là chủ tịch nữa. Hẳn là cô hạnh phúc lắm khi mọi người đều quan tâm chăm sóc cho cô. Cô đã trải qua quá nhiều thứ. Cô xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Annie Brown không ở Hàn Quốc sao? Cô ấy đang đi du lịch ở Hawaii. Mình biết mà. Có chuyện gì thế ạ? Tao không biết mày đang định làm gì, nhưng giờ thì mày tiêu đời rồi. Có chuyện gì sao ạ? Không có gì. Cuộc họp với bên marketing lúc mấy giờ? Lúc 11 giờ sáng tại phòng hội nghị lớn. Được rồi, tôi sẽ gặp cậu lúc đó. Con đã điều tra quá khứ của mẹ sao? Con đang muốn tìm gì chứ? Người đàn ông ấy là ai thế ạ? Ông ấy không phải là bố của con. Con điều tra quá khứ của mẹ để tìm bố của con ư? Mẹ không trả lời câu hỏi của con. Lee Dong-jeon là ai ạ? Đó là một người đàn ông mẹ từng hẹn hò. Chuyện đó thì sao chứ? Con tìm được cái tên của một người đàn ông ngẫu nhiên nào đó mà làm ra vẻ như là tìm được gì đó ghê gớm lắm. Chúng ta sẽ tìm thử xem liệu ông ta có phải chỉ là một người đàn ông ngẫu nhiên hay không. Gì chứ, ông ấy không phải là bố của con, nên giờ thậm chí con còn tò mò nhiều hơn về ông ấy. Hai người đang nói chuyện gì thế? Thế Hiên, mình đã tìm được một món đồ nên hoàn toàn đúng khi mang nó trả về cho chính chủ. Nhóm của em đang chuẩn bị cho cuộc họp, chẳng phải em nên tham gia sao? Giám đốc cũng sẽ có mặt ở đó nữa. Không có nhiều thời gian đâu nhé. Chắc là con bé căng thẳng lắm vì cuộc họp quan trọng. Mẹ cứ nói ra với nó Lee Dong-jeon là ai đi. Con bé cứ đi theo mẹ bởi vì mẹ không cho nó biết đấy.
Chẳng phải lần đầu nó cư xử kỳ quặc như vậy. Không đáng để nói đến chuyện đó đâu. Cứ quay lại công việc thôi. Nếu ông ta không đáng để nói đến, cũng không phải là bố của Thê Hy, vậy thì tại sao mẹ của Chi Hoan lại nhắc đến ông ta ngay trước mặt của ông? Gì vậy? Đây à? Bác An tình cờ tìm thấy nó ở trong phòng của mẹ ngày hôm qua. Con nghĩ là mẹ sẽ muốn lấy lại. Cô... Đây là gì thế? Không có gì, không có gì cả. Sao cô lại tốn công đem nó đến đây làm gì chứ? Nó có ngày kỷ niệm nên con nghĩ chắc là nó rất quan trọng. Con không biết là nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chú Hâm, thôi bỏ qua đi ạ. Thế Hiên, đi ra thôi nào. Anh sắp có một cuộc họp, anh sẽ tiện em đi xuống sảnh. Bình đã tìm khắp nơi mà không thấy, sao cuối cùng lại là cô ta giữ nó chứ? Chắc hẳn là em cũng hiểu ra được chiếc vòng tay đó là ý gì, xem lại không nhắm mắt cho qua. Đó là lý do vì sao em mang nó đến tận đây. Em đã không biết là anh cũng có ở văn phòng của mẹ. Bỗng dưng mọi chuyện lại rắc rối lên, tốt hơn là không một ai nên biết về chuyện này. Tất nhiên rồi ạ, em sẽ không nói với ai đâu. Sao thế? Anh Thế Hiên. Anh Thế Hiên. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Sao cô ta lại cứ liên tục xuất hiện vậy chứ? Chào giám đốc. Tại sao công ty ấy mắc kịt lại quan tâm đến thảm trải sàn nhiều thế nhỉ? À, tôi nghĩ là vì có nhiều căn hộ đang phát triển hơn mà trụ sở chính của họ lại ở đó. Nếu như họ đồng ý ký hợp đồng nhập khẩu thảm của chúng ta lúc này, thì lô hàng đầu tiên sẽ vào khoảng tháng 10. Đó là lúc mà các khu phức hợp căn hộ sẽ được cho ra mắt. Ý tưởng đó là của ai thế? Là ý của Annie Brown hay là của cậu vậy? Cậu U. Cô ấy sẽ trực tiếp kiểm tra sản phẩm của chúng ta. Và nếu như cô ấy thấy hài lòng, cô ấy sẽ ký hợp đồng cho đợt giao hàng sớm nhất. À, vậy sao? Vậy chắc tôi nhầm chăng? Trưởng phòng kinh doanh khu vực châu Á của A-Market hiện không có ở Seoul. Sao cơ? Cô ấy không có ở Seoul nữa. Vậy thì cậu đã gặp ai thế? Chắc chắn là tôi đã gặp cô Brown. Cô ấy nói là sẽ ghé công ty chúng ta vào đầu tuần tới. Tôi đã nhận được email này ngày hôm nay từ trụ sở chính của A-Market.
nói rằng cô ấy đang ở Hawaii. Tôi phải hiểu việc này như thế nào đây? Chuyện đó không thể nào. Cậu U, rốt cuộc cậu đã đi gặp ai hả? Sao cậu không thể trả lời? Tôi hỏi là cậu đã đi gặp ai? Tôi... Cô là ai? Cô ở đâu ra thế? Tôi ư? Annie Brown. Gì cơ? Tôi là trưởng phòng kinh doanh của A-Market. Annie Brown. Không thể nào. Sao lại không thể? Có lý do nào tôi không thể là Annie Brown sao?